quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Foxcar, trung tâm mua bán xe ô tô để qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Dành cho các anh chị đang có khoảng tầm 300 đến 350 muốn mua một chiếc xe 5 chỗ. Mình đi lại trong thành phố nè, đời cao cao một chút xíu, thì bên Mai đang có khoảng tầm 4 chiếc i10 lận, đời 2018, 2019 nè, rồi có một chiếc đời 2015 nữa. Thì bây giờ Mai sẽ đi một vòng sơ quanh chiếc này ha. Đây là một chiếc i10 phiên bản hatchback đời 2018, phiên bản số sàn. Đây là bản đủ nha, số sàn bản đủ. Xe hiện tại là đi được khoảng 22.000 km, bên Mai đang bán với giá là 308 triệu. Các anh chị đi một vòng quanh xe để xem thử cái chất xe như thế nào ha. Xe này là một chủ sử dụng từ đầu luôn nha các anh chị. Xe rất là đẹp luôn, lốp xe cua là chưa hạ luôn. Phần nước sơn thì nó sẽ có xước xước nhẹ, chứ cũng không phải là hết luôn, nhưng mà có xước chỗ nào xước nhẹ hay là như thế nào á thì Mai sẽ báo với các anh chị, để các anh chị mở xa xem video này, mình lên mình coi cái chất xe mình biết được ha. Đấy là mình không có cần phải là lên sao trên video nói vậy mà thực tế nó đang khác, các anh chị yên tâm. Xe này thì biển số Tiền Giang nè, 63 Tiền Giang ha. Thì bên Mai có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên. Thì giá Mai báo chưa bao gồm chi phí sang tên nha các anh chị. Bên Mai có hỗ trợ rút hồ sơ và sang tên toàn quốc, các anh chị yên tâm. Xe này đời 2018 thì bên Mai còn hỗ trợ trả góp được nữa. Bây giờ các anh chị đi vào chi tiết ha. Ở đây thì Mai thấy có xước nè, có những cái vết xước nhẹ nhẹ như thế này. Bên Mai có hỗ trợ dặm lại được á, thì tùy vào cái anh chị như thế nào á, ý là mình chốt cái giá như thế nào thì Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị dặm lại những cái vấn đề như thế này. Còn giá mai báo thì chưa nha, chưa bao gồm những cái chi phí dặm lại như thế này. Tại vì thật sự như thế này các anh chị, nếu mà Mai dặm lại trước luôn, dặm lại đẹp đẽ hết luôn á, thì các anh chị nhìn sẽ không biết là cái chiếc xe này hay trước đó nó có bị vấn đề gì không. Những cái nhỏ nhỏ như thế này thật sự nếu mà các anh chị không quá khó tính á, thì mình để mình sử dụng không vấn đề gì hết, không có tốn chi phí, sau này mình gom chung rồi mình làm lại một lần luôn ha. Rồi các anh chị kiểm tra giúp Mai cái phần lốp nha. Ở đây thì anh chủ đã lên 4 cái vỏ Michelin rồi. 4 cái vỏ này là anh chủ lên nè. Vỏ này là vỏ của Michelin ha. Mới lên được khoảng tầm nửa năm là anh bán. Đây date vỏ là năm tuần thứ 36 của năm 2020 á. Mâm không có trầy xước gì nhiều. Đó, những cái vết nhẹ nhẹ như thế này thôi, không có gì nhiều hết. Vỏ rất là sâu nè. Mới thay đi được mấy tháng là bán đổi xe. Rồi, ở đây đăng kiểm đường bộ thì mình còn tới đăng kiểm là mình còn tới tháng 11 2021 nè. Đường bộ đăng kiểm tháng 5 2021, còn đường bộ đến tháng 11 2021 nha các anh chị. Xe này có dán phim rồi, có lót sàn rồi, có nẹp bước chân trong ngoài luôn, có camera hành trình, camera lùi. Các anh chị kiểm tra giúp Mai phần keo chỉ xe này còn nguyên zin hết đó các anh chị. Keo chỉ ốc ép này kia là còn nguyên zin hết nha, các anh chị yên tâm. Nhưng chiếc xe này cực kỳ đẹp mà cực kỳ hot luôn á. Hôm trước bên Mai về một chiếc i10 số tự động, số sàn, màu trắng, cũng tầm 22-23 ngàn gì á. Khoảng tầm 2 ngày sau là khách cọc lấy về liền. Mà khách hỏi quá trời luôn, nay mới về được tiếp chiếc nữa. Đó, ốc chân cửa phía sau nha các anh chị, còn nguyên hết, không có dấu hiệu tháo mở gì hết đó các anh chị. Rồi, các anh chị xem với Mai luôn, cái này là vỏ của 2020 nè. Tức là anh chủ này lên 4 cái vỏ Michelin đều nhau hết luôn, chứ không phải là người ta đi heo mòn để thay vỏ nha các anh chị. Thay vỏ thường không ai lên đều được như vậy hết á. Ở đây là anh có dán cái đề can nè, dán cái đề can theo kiểu nó thể thao, và thay cho mình là cái vây đuôi cá, cái vây gọi là vây cá mập á, nó là anten vây cá mập á các anh chị. Nên là anh chủ này anh cũng chăm xe khá là kỹ. Ở dưới đây mới có một cái camera lùi nè, và hai cái cảm biến lùi nha. Xe này nhỏ nhỏ nhưng mà đầy đủ lắm các anh chị. Rồi, đây các anh chị xem phần cốp giúp Mai nha. Xe vừa về luôn, nhưng phần cốp này các anh chị ha. Có một cái tấm nhựa lót như thế này, nhưng mà hình như là anh chủ này không có thích cái phần mà nó cao cao lên, nó bị vướng á, nên là anh có cắt bớt nè. Có cắt bớt đi nhìn cho nó gọn á. Thì cái này là anh chủ anh quan tâm xe nhiều lắm á các anh chị. Đó, nó sạch sẽ hơn nhiều ha. Ở đây có nè, không trang bị luôn tấm che nắng. Thật sự chủ xe này rất là kỹ, tấm che nắng luôn ha. Đây, các anh chị xem với Mai lớp sơ cua ha, sơ cua chưa hạ nha. Còn mấy cái đường sơn á, sơ cua còn mới chăm chưa hạ luôn. Xe này cực kỳ đẹp các anh chị. Các anh chị kiểm tra giúp Mai ốc cốp luôn. Ốc cốp không có dấu hiệu tháo mở, keo chỉ còn nguyên zin nha các anh chị. Chiếc này thì sơn rất là đẹp, còn rất là liền lạc luôn.
Xe bên Mai báo cho các anh chị giá thì cũng còn bớt chút lọc nữa, nên anh chị nào thiện chí thì mình cứ qua xem xe đi nha. Xe giá xe thì nó đi kèm với chất lượng thôi, tiền nào của đó các anh chị. Rồi bây giờ các anh chị đi vô phía trong này, mình kiểm tra giúp Mai cái phần phía trong nội thất ha. Đầu tiên là xem giúp Mai cái phần bệ tì tay. Cái này là anh chủ ốp thêm nha. Zin của nó không có phải là cái dạng carbon như thế này, mà nó là nhựa. Tức là cái này là một cái miếng ốp thêm, chứng tỏ chủ xe này thật sự rất là quan tâm đến những chi tiết nhỏ như thế này. Không có trầy xước, không có mớp méo, không có gì hết á các anh chị. Rồi phần nội thất ở phía trong nè, các anh chị nhìn giúp Mai ha. Ghế thì còn rất là mới nè. Cái này là nó dính bụi thôi, ghế rất là mới, không, cái da này là không có bị trùng nè, không có bị gấp gãy gì hết. Còn cái miếng này là khi mà mình ngồi phía sau thắt dây an toàn á, nó hay bị khó chịu quá các anh chị. Nó bị khó chịu thì anh chủ này anh dán luôn những miếng này nè. Các anh chị có thể thấy là chủ xe này cực kỳ kỹ luôn ha, cực kỳ kỹ luôn. Rồi, ở phía dưới này mình, ở phía sau mình cũng có nẹp inox luôn ha, có lót sàn simili, có tép bi sàn luôn. Tép bi sàn luôn ha các anh chị. Xe này thì chưa bọc trần, các anh chị nào thích thì có thể về bọc trần thêm cũng được. Nhưng mà thấy trần thì nếu mà nhà không phải là có con nít mà hay bôi ở trên á thì cũng không cần thiết lắm đâu. Rồi các anh chị xem giúp Mai trên phần lái nha. Xe này có trang bị cam hành trình rồi nè các anh chị. Rồi ở đây có màn hình cảm ứng nha. Vô lăng thì mình có cái phím tích hợp trên vô lăng luôn. Vô lăng còn rất là mới, sạch sẽ. Nội thất chiếc này thì khá là sạch sẽ, khá là mới, nên các anh chị cứ yên tâm. Kể cả cần số như thế này nè, không có dấu hiệu hao mòn gì hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ ra phía trước kiểm tra cái phần động cơ xe nha. Rồi Mai sẽ cho các anh chị kiểm tra động cơ xe nha. Chị kiểm tra giúp Mai cái phần ốc nắp capo nè. Ốc nắp capo không có dấu hiệu tháo mở gì hết. Keo chỉ nắp capo cũng không có dấu hiệu tháo mở, không có dấu hiệu mà làm lại hay gì hết nha. Keo chỉ này là nguyên zin. Nguyên zin nha các anh chị. Rồi những cái vết bấm điện này nhà máy, những cái lỗ nè, đây là vết bấm điện này nhà máy này, những cái lỗ nè. Đó, nó còn rất là tròn, không có dấu hiệu bị dập làm lại hay gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong phần động cơ nha. Ốc động cơ nè, ốc chân đèn nè, ốc cái phần xương phía trước nè, các anh chị kiểm tra giúp Mai kỹ càng nha. Vì thật ra là các anh chị lựa chọn mua những cái công ty, những cái salon như bên Mai á, những cái trung tâm như bên Mai á, thì để chắc chắn rằng cái xe đó không bị vấn đề gì về động cơ, hộp số, để yên tâm rằng cái xe này mình có bảo hành cho các anh chị nha. Xe này cực kỳ đẹp thấy không? Ốc nè. Ốc này các anh chị thấy không? Ốc là còn dấu từ nhà máy hết. Xe bên Mai về thì đã được các anh chị kỹ thuật kiểm tra hết rồi, nên là các anh chị yên tâm. Bên Mai bao cho các anh chị là test hãng ha. Có vấn đề gì thì mình cứ mang ra hãng kiểm tra. Nếu như không đúng như Mai cam kết, không đúng như Mai làm trên video nè, thì Mai sẽ chịu toàn bộ các cái chi phí cho các anh chị nha. Có thầy thợ gì thì các anh chị cứ qua kiểm tra thoải mái. Rồi Mai nhắc lại một lần nữa thì đây là chiếc xe i10 hatchback phiên bản số sàn. Xe này là bản đủ nha các anh chị, đời 2018, xe đi được 22.000 km. Hiện tại bên Mai đang bán với giá là 308 triệu. Ngoài ra thì đời 2018 bên Mai còn một chiếc i10 sedan số tự động. Xe đi được, mà không nhớ chính xác lắm. Xe màu trắng sedan ha. Hiện tại bên Mai đang bán với giá là 368 triệu. Ngoài ra thì hatchback Mai còn một chiếc màu xám, đời 2015, đăng ký 2016, xe nhập khẩu luôn các anh chị. Xe đó giá là 325 triệu. Các anh chị nào quan tâm thì cứ ghé qua bên Mai xem xe. Mai còn một chiếc i10 sedan nữa, màu trắng luôn, đời 2019. Thì bên Mai về xe liên tục và cũng hết liên tục, nên các anh chị mà quan tâm á, thì cứ liên hệ với Mai. Ví dụ như Mai anh qua xem xe thì xe đó còn hay không, hoặc là mình cứ, nếu mà anh chị nào ở xe cứ chuyển khoản đặt cọc trước đi để mình giữ cái xe, rồi mình xuống mình xem xe, mình kiểm tra. Nếu mà xe không đúng như Mai cam kết thì Mai sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các anh chị ha. Mình cứ đi test hãng thoải mái cho yên tâm. Mua một chiếc xe và qua sử dụng thì cứ kiểm tra cho yên tâm nha các anh chị. Rồi bên Mai có hỗ trợ trả góp nữa, thì thủ tục như thế nào thì các anh chị cứ liên hệ hotline bên dưới, Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Video đến đây khá là dài rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy thích thì cho Mai xin một like, comment ý kiến của các anh chị và chia sẻ video này đến những người thân, để mà người thân của mình có thể tìm được những chiếc xe đẹp như thế này và ở những nơi uy tín như thế này nha các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.